Thị hậu TVB Điền Nhị Đi lần đầu tiên đóng vai phản diện trong phim Lạc Lối đã khiến cho cô không thể thoát vai trong quá trình đóng phim. Liền Dự Ni cảm khái nói, không ngờ làm diễn viên 20 mấy năm vẫn còn dạng vai mà cô chưa diễn qua. Liền Dự Ni thẳng thắn cho biết, nhân vật kế Dĩnh Nghiêm là một đột phá từ khi cô làm diễn viên đến nay, giúp cô trưởng thành về mặt kỹ năng diễn xuất. Thậm chí, trong quá trình quay phim, cô đã không thể thoát ly khỏi vai diễn. Cô chia sẻ, hóa ra tôi vẫn còn một mặt hoàn toàn khác. Khi diễn vai phản diện, tôi cảm thấy rất hào hứng vì gia nhập TVB 10 năm nay chưa từng diễn qua dạng vai đen tối như vậy. Khi nghiền ngẫm kịch bản, tôi không cho rằng kế Dĩnh Nghiêm là vai phản diện, là do số phận đưa đẩy đã khiến cho cô lựa chọn sai lầm và sau đó là không thể quay đầu lại được. Chỉ là do không may mắn. Lần này, xử lý vai diễn khá khó khăn, kịch bản rất chặt chẽ, khiến tôi lo lắng bản thân không thể hiện được tâm trạng của nhân vật như miêu tả trong kịch bản. Rất lâu, không có cảm giác đó rồi, đành phải diễn theo kiểu như chết thì chết, cứ diễn rồi tính. Nhưng, sau đó, tôi bất giác hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn, thậm chí không thể thoát ly. Còn nhớ, có một ngày được nghỉ phép, tôi đến khu đồng La Loan và cảm thấy rất hoang mang. Đột nhiên, không thấy quen thuộc với cuộc sống hiện tại. Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng mình đã không thể thoát khỏi vai diễn trong phim Lạc Lối. Bộ phim Lạc Lối không chỉ giúp Điền Dự Ni thể hiện được một diện mạo hoàn toàn mới, mà còn là cơ hội để cô diễn tay đôi với Trịnh Gia Dĩnh. Quá trình hợp tác với Trịnh Gia Dĩnh trong phim Only You chỉ có em rất vui vẻ. Lúc đó, chúng tôi đã hẹn với nhau nhất định phải hợp tác chung lần nữa. Cuối cùng, cũng có cơ hội đóng cặp trong bộ phim Lạc Lối. Lần này, gặp lại Trịnh Gia Dĩnh, tôi cảm thấy anh ấy thay đổi rất nhiều. Từ người đàn ông sống khép kín trở thành người đàn ông ấm áp, biết quan tâm đến những người xung quanh. Cũng như Gia Dĩnh biết tôi vất vả với vai diễn, nên thường lặng lẽ mua đồ ăn cho tôi, nhưng lại không thể đưa trực tiếp cho tôi mà phải giao cho trợ lý của tôi. Và còn căn dặn, A Điền đã rất vất vả, khi nào tan ca đưa cái này cho cô ấy. Tấm lòng của Gia Dĩnh thực sự khiến tôi cảm thấy ấm áp.